Rồi, ok, xin chào anh em đang xem channel của Huy Linh. Trên tay mình đây là mẫu tay cầm Apiga 9087S có tem của Apiga này. Và như ngoài cái vỏ hộp thì anh em có thể thấy cái thiết kế của nó là dạng thiết kế kiểu dạng kéo dài full size thế này. Recognize. Nghe nó cũng ghê. Cái độ kéo dài tối đa của cái tay cầm 9087S là 170mm. Đó, nên thành ra anh em có thể gắn những cái điện thoại vào cái tay cầm này theo chiều dọc cũng được, mà theo chiều ngang cũng được. Rồi, vì đây là cái dòng thế hệ mới nên nó sẽ hỗ trợ trực tiếp những cái thể loại game FPS như là Free Fire, PUBG, ROS hoặc là Fortnite, không cần thông qua một cái ứng dụng thứ ba có hỗ trợ cho iOS. Tuy nhiên cái iOS nền trên nền tảng là 13.4 và 13.5 trở lên á, thì hiện tại vẫn chưa là chơi được với cái tay cầm này. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp ra nhanh để xem cái thiết kế của nó. Rồi, bên trong cái bộ phụ kiện thì nó sẽ cho chúng ta một cái hộp màu đen như thế này. Và trong cái hộp màu đen này có một cái cáp sạc USB ra micro và một cái dây đeo như thế này, dây đeo thời trang. Có viết ngoài vỏ hộp luôn, như thế này, hai món. Vậy mà làm cái hộp màu đen nhìn có vẻ như huyền bí vãi. Rồi, cái sách U-Manual của nó đây có nói một vài cái tổ hợp phím để connect với hệ điều hành Android, iOS. Nó vẫn y chang như những con khác thôi. Và vẫn xài cái app Shopping Plus V3, có viết rất rõ ở trong cái cuốn sách U-Manual này luôn. Chế độ Y cộng Home là dành cho iOS này ha. Y cộng Home, iOS V3. Android thì nó sẽ dùng chế độ là A cộng Home để kết nối với lại cái điện thoại Android sử dụng cái app Shopping Plus V3. Rồi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn ở những cái chế độ bình thường thì chúng ta vẫn sẽ sử dụng cái chức năng X cộng Home. Nếu mà không sử dụng qua app Shopping Plus V3 thì vẫn sử dụng cái chức năng X và Home. Còn để sử dụng cái chức năng Turbo á, thì nó có nói rất là rõ ở đây nè. Đó, các bạn bấm đồng thời các tổ hợp phím kèm theo giữ đề phím Turbo thì các phím Turbo nó sẽ nhấn mạnh hơn cho chúng ta cái phím chức năng của Turbo này. Nó vẫn có tích hợp Turbo Function nha. Những cái dòng thế hệ mới của Apiga chạy được App Shopping Plus V3 thì đa số được tích hợp thêm cái chức năng Turbo đó. Nhưng mà chức năng Turbo đó mình thấy nó rất là thừa thải. Ok, đây là thiết kế của nó, kéo ra rất là dài, kiểu như thế này. Rất là dài. Phía sau thì có nói một vài cái thông tin của thiết bị. Nó sử dụng viên pin là 500mAh. Và cái viên pin này có thể chúng ta sẽ chơi liên tục được đâu đó khoảng tầm 10 giờ chơi nha. Recry này kia. Ok, các phím chức năng thì cái độ hoàn thiện cái tay cầm này mình thấy thực sự là nó không cao. Cái nhựa mà nó sử dụng trên cái tay cầm này á, thì nó làm bằng cái nhựa dạng bóng, nên thành ra khi mà chúng ta thao tác qua một chút á, nếu những người nào có mồ hôi tay á, thì nó sẽ để lại cái mồ hôi tay ở trên cái tay cầm này. Đó, về cái dạng thiết kế này thì cái cảm giác cầm nắm nó sẽ rất sướng. Tuy nhiên để nói về cái độ hoàn thiện đẹp và xịn sò, đắt tiền á, thì dòng Apiga nó không thể đạt được cái chuyện đó. Apiga nó vẫn mang một cái gì đó nó rất là nhựa. Nó rất là nhựa, nó không thể đạt đến cái level của những cái thằng ở cửa trên. Bởi vì dòng này nó vẫn mang đến cái gì đó sự thực dụng, rẻ tiền, thực dụng, chơi được trong tầm giá, sử dụng trong tầm giá, kết nối nhanh, chơi nhanh, chỉ như vậy thôi. Rồi các phím chức năng khác trên cái tay cầm này thì để khởi động những cái chức năng khác á, thì buộc lòng chúng ta cũng phải bật nguồn cái tay cầm này lên. Nút nguồn on off thì nó bố trí ở đây. Đây là cái cổng sạc. Đó. Còn cái chỗ này là để chúng ta móc cái dây đeo thời trang kia vào. Đó, chỉ như vậy thôi. Các phím ABSi thì nó làm kiểu dạng đèn mờ, LED nó hơi mờ kiểu như thế này. Bây giờ mình sẽ thử bật lên thử nha. Đang ở chế độ on. Giờ mình sẽ bật cái home này lên thử coi. Vẫn có đèn nền.
Có ký hiệu 1234 ở đây là những cái mod. Khi mà kết nối vào những cái OS khác nhau thì nó sẽ sáng từng đèn khác nhau. Ở trong cái ngàm này thì nếu mà tinh lấy kỹ thì cái phần này được làm bằng cao su. Nó chỉ là dán thôi. Dán để giúp chúng ta khi mà gắn vào đây là nó sẽ không bị trầy. Độ hoàn thiện con này thì mình thấy nó không cao lắm. So ra với cái option dán thế này á thì anh em có thể lấy con 9118, mình nghĩ nó sẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên 9118 thì cái ngưỡng kẹp á, nó không có lại hay ho bằng con này. Con này thì kẹp ngang cũng được mà kẹp dọc cũng được. Đó, kiểu vậy. 9118 thì nó không có kẹp tốt bằng con này. Tuy nhiên cái độ hoàn thiện và cái nút bấm cũng như cái hệ thống đèn nền LED của 9118 mình vẫn đánh giá cao hơn. Cao hơn 9087S. Rồi, đó là về cái suy nghĩ về những cái gì mình nhìn thấy của bản thân mình thôi. Còn tùy anh em thôi, mỗi người một sở thích mà. Rồi bây giờ chúng ta cũng sẽ đi sơ lược một chút về những cái nút chức năng trên dòng 9087S này trước khi kết thúc video. Thì bên phía tay trái là hệ thống phím bấm D-pad, nút joystick ở đây, hệ thống nút turbo, rồi nút select start thì nó nằm ở vị trí bên này. Ngoài này cũng có một nút analog để giúp chúng ta có thể điều khiển camera, các phím ABS-I và nút home để giúp chúng ta chuyển đổi chế độ cũng như là tắt mở. Ok, phía trên đỉnh của chiếc máy thì nó vẫn bố trí cho chúng ta bốn cò bắn là R1, L1, L2, R2. Cái hành trình phím của cái nút trên cái dòng 9087S đó thì mình cảm giác là nó hơi nông. Hơi nông, đặc biệt là những cái phím phía trên nè, mình cảm thấy là nó hơi nông. Còn những cái phím ABS-I á, thì cái kiểu bố trí như thế này mình cảm thấy nó nhỏ. Nhưng mà ưu điểm của cái việc thiết kế nhỏ như thế này á, thì chúng ta bấm nó sẽ rất là êm tay hơn so với những dòng to. Ở cái phím ABS-I này có những cái hãng thiết kế những cái nút phím này nó hơi cao, hơi nhô cao và hơi to, nên khi mà chúng ta sử dụng ngón cái mà bấm đè liên tục vào thì sẽ rất là nhanh mỏi. Thứ hai nữa sẽ rất đau tay. Việc bố trí nhỏ như thế này cũng có những cái ưu điểm ha. Và cái chuyện mà để cái phím home ở đây mình không thích, bởi vì nếu mà chúng ta chơi gặp những bạn nào mà tổ hợp phím skill nhanh quá thì rất là dễ bấm nhầm vào cái nút home ở đây. Đó, thay vì để nút home ở đây thì nó có thể đưa xuống phía dưới này. Mình nghĩ là nó sẽ hay hơn, đối xứng với nút turbo nó sẽ hay hơn là để ở đây. Có thể là nó sẽ nghĩ rằng là kết hợp cái phím X home, Y home để ở đây bằng một ngón tay nó dễ hơn. Mà mình thấy là nó thực sự là không phù hợp. Ok, đó là về tổng quan những cái đánh giá bên ngoài của mình về dòng 9087. Về cách kết nối trên dòng này thì mình có làm video về cách kết nối trên điện thoại bằng app Octopus hoặc app Shopping Plus V3. Ngoài ra nếu anh em nào mà chơi bằng ứng dụng HappyChip vẫn được. Còn trên iOS thì sẽ sử dụng app Shopping Plus V3 thôi. Rồi ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi video đánh giá sơ lược về cái dòng 9087S của Huy Linh. Xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo.